Rồi hiện tại em đang lên bò giao khách nè quý vị. Đó, mấy con đực lõi nè, mấy con đực lõi em quay với bộ mấy con 3B á. Bộ mấy con 3B 36 triệu của chú chị. Đó. Rồi, mình lên bò giao khách nha. Rồi. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì mình gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó, con mẹ thì mẹ xin mẹ mũ ôm bay này của chú chị. Đó, con mẹ mũ ôm bay luôn. Đó, thì con mẹ này thì nói chung thì đang giữ con cái 3B, rất mát sữa luôn của chú chị. Đó, con cái 3B này nói chung thì con mẹ này hiện tại đang giữ con cái 3B này thì lứa thứ 3 nè. Đó, như em nói đẻ con ra rất mát sữa luôn của chú chị. Con thì mới có một tháng rưỡi tuổi ha. Đó, anh ấy chưa được 1 tháng rưỡi nữa, 1 tháng mới 12, 13 ngày cô chú chị. Đó, con rất mát sữa luôn. Đó, thì nói chung thì con mẹ thì nói chung thì nó là nằm gì cái dạng mẫu Bombay lụn của chú chị nên nó không cao hung. Đó, thì con mẹ này em đo chiều cao là 1m23, 23, 24 bò. Đó, 23, 24 tới 25 bò tới về cô chú chị. Đó, chiều cao là 1m23, thôi em báo là 1m23 tới 25 bò đi. Đó, nhưng mà được con cái thì em nói mẹ thì nói chung thì nó có cái dàn thùng. Đó, tại vì nói chung những bò mẫu mây lùng cũng không được cao luôn chị. Đó, nhưng chủ yếu đẻ con là mát sữa là được rồi. Đó, thì bộ mẹ con này chủ nhà muốn bán với giá là 25 triệu. Đó, 25 triệu là bao ship nha. Bao ship của chúng chị mình tới nhà tôi dùng 200 cây số. Đó, thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua nha. Đây, hiện đẻ con nè. Đó, thì em quan sát mẹ con là chân móng hoàn thiện, nó không có ở xe là xuống rúng xuống ruột gì nha cô chú chị. Đó, con mẹ nè, chân móng thì nói chung thì con mẹ chân móng đứng rất khéo của chú chị, chân móng thì chân móng sò đứng rất khéo ha. Đó, rúng nè. Đó, tướng tá cấp mình nè, nói chung thì con mẹ này có dàn thùng. Đây. Đó, con mẹ thùng dạo. Thùng dạo cấp mình nè. Đó, thì con mẹ này em quan sát là xe lưng xe mặt nghiêm chỉnh. Đó, em bao của chú chị mình xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh nha. Mẹ này nói chung là đó thì chú chị nào thấy ưng đó thì mình mua về mình để làm giống sinh sản đây, nhưng mà được con cái em đã con 3B, cái 3B là rất mát sữa đây, mới lớn cái lưng của nó nè cô chú chị coi nè, nó biết cái dạng lưng không đó, xương sóc thì cũng chân móng sò, xương sóc thì cũng khá to đây, còn mẹ bù vú nè, đó vú thì 4 vú ha, nó vú bù vú khách hàng không cô chú chị, đó bù vú khách hàng không đây con con nè, đó mới bị lớn mà nó mát sữa cái lưng của nó nè cô chú chị coi nè, đó nó mát sữa cái khỏi nói luôn. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mấy con này thì liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó giá là 25 triệu ha, 25 triệu là bao ship của chú chị mình tới nhà tôi dùng 280 số. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em ha. Đó cô chú chị. Đó, mẹ mẫu Bombay lùng. Đó con thì cái 3B. Đó lứa thứ 3. Đó con mẹ này hiện tại đang giữ con cái này lứa thứ 3. Đó thì đối với những bộ mẹ con mà để rồi như thế này thì bên em bán sẽ bao lội của chú chị mình trong vòng 3 tháng. Đó đi về có lú húi trục trặc thì bên em đã thâu bò về, hoàn tiền bò tiền xe đủ của chú chị mình luôn. Đó nói chung thì mai là xe em đi về hướng Củ Chi. Đó từ Củ Chi Tây Ninh Bình Dương nha. Bà con nào ở mấy vùng đó hoặc mấy vùng lân cận thì em sẽ giúp xe luôn cho bà con mình đỡ tiền phí xe. Đó còn mốt là có thể xem đi về hướng Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu. Đó với Bình Thuận á cô chú chị. Bà con nào ở mấy vùng đó, mấy vùng lân cận thì em sẽ gấp xe luôn cho bà con mình đợi tiền phí xe ha. Đó nhưng mà em nói con mẹ đẻ con là rất mát sữa luôn cô chú chị. Đó, con mẹ đẻ con là rất mát sữa ha. Tướng tá cấp mình. Đó. Nói chung thì bà con mình mua bò sinh sản mình lừa những con mẹ mà đẻ con mát sữa như thế này nè. Đó sao đẻ con ra bán cũng có tiền nữa cô chú chị. Đó, tướng tá cấp mình. Đó nói chung con mẹ này nằm về cũng tàn ba rồi nghe cô chú chị. Nó tại vì cao có 1m30 à. Nó nhưng được con cái thì nó cái con mẹ này có dàn thùng. Đó, nó có cái dàn thùng ha. Đó mẹ con. Giá 25 triệu. Đó 25 triệu là bao ship của chị mình tới nhà tôi dùng 280 số. Đó thì hình ảnh về giá cả của bộ mấy con này thì em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị rồi. Cô chú chị nào thích ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó còn muốn gặp bên chủ nhà trực tiếp thì điện cho em thì nhắn tin số chủ nhà của chú chị điện trực tiếp nha. Đó mẹ con thì chân móng hoàn thiện, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì của chú chị. Đó, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì ha. Thì nói chung thì em giao bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò. Đó mình kiểm tra bò trước khi thanh toán tiền. Đó mình kiểm tra cái bú vụ cẳng hay không, có thùng rúng thùng ruột hay không, bà con mình sẽ nhận bò ha. Đó mẹ thì nói chung là
xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh. Đó, con này, con thì rất mát sữa luôn cô chú chị. Đó thì hình ảnh thì giá cả của mấy con này em gửi đến đầy đủ cô chú chị rồi. Đó thì để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của cái kem ha. Đó con này thì kem chữa nè cô chú chị. Đó nói chung thì con bò này nằm về tàn độ rồi. Đó. Chiều cao của nó em đo là 1,5 m bò của chú chị. Đó 1,5 m ha, con bò này chiều cao là 1,5 m. Đó em nói con bò dạng hùng dạng tàn nó thì khỏi nói luôn cô chú chị. Đó thì hiện tại đang em chữa lứa thứ ba. Đó chữa thì được gần chữa 4 tháng 20 ngày của chú chị. Nó chữa nó là đúng 4 tháng 20 ngày thì hiện tại nó đang em chữa kem ha, đang em chữa lứa thứ ba của chú chị. Đó em nói con bò này nói chung thì nó cũng nằm về tàn độ rồi, tới 1,5 m bò luôn. Đó em nói con bò hết biết con bò luôn, tướng tá dáng dốc cấp mình nè. Nói chung thì con bò này nói chung thì anh chủ nhà cũng mới tách con luôn của chú chị, mới con đó chứ không mấy là nó dữ dằn luôn. Đây nó nói chung thì hổm là con đực đó, con đực anh chủ nhà bán lên, nói chung thì hiện tại lúc này mà anh bán 25 triệu con đực cái cô chú chị. Em nói con đực cái nhìn cái hết mình con đực luôn cô chú chị, nó mát sữa thì dữ dằn luôn. Đó con này thì chiều cao 1,5 m bò nè. Đó 1,5 m bò ha, tướng tá cấp mình thì khỏi chê luôn cô chú chị. Đó bao chữa, đó nói chung thì bò này thì chữa 100% rồi ha, nói chung thì chữa là 4 tháng 20 ngày. Đó thì hiện tại đang ôm chữa kem. Đó em nói cái vàng nó cao thì khỏi nói nổi luôn cô chú chị. Vàng đây rúng nè, đó rúng miếm nè. Đây cô chú chị coi cái ngang của nó nè, hết biết cái ngang không. Đây cái ngang này cô chú chị đó, cái ngang này. Đây cái lưng nè. Đó. Đó cái lưng nè, em lấy con bò hết mình con bò luôn của chú chị. Đi, ông ơi. Muốn cho ra ngoài kìa. Cho được vô luôn vậy. Em lấy con bò hết, hết nó nổi con bò luôn của chú chị. Đó, của chú chị nào mình muốn chơi bò độ hồi gì ha, bắt con bò này về nói chung thì về cái vùng đó mà kiếm con thứ hai thì nói chung thì cũng hiếm lắm của chú chị. Hiếm con bò này chiều cao tới 1,5 m bò, tướng tá cấp mình nè. Đó thì con bò này chủ nhà muốn bán giá là 40 triệu. Đó 40 triệu là bao ship ha, bao ship của chú chị mình tới nhà trong vòng 28 số. Đó thì của chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để mình lên. Đó em nói con bò này mình nếu mà nằm lúc trước cái đó còn 50 triệu tới lên của chú chị. Trước của chú nhà có quay mấy con tới nhà, có quay con một con siêu tới 72 triệu của chú chị. Đó một con siêu cọp tới 72 triệu luôn. Đây tướng tá cấp mình em nói hết, em đứng xa em lấy hết tướng bò này quýnh ra ngoài cây. Đó thì đây, đó thì chân, đây chân móng nè cô chú chị. Đó bò chân móng nè, đó cô chú chị thấy không, chân móng nè rúng nè. Đó là chân trước nè. Đó thì về phần vú nè cô chú chị. Đó vú thì em quan sát 4 vú ha, cái ngang con nó là hết mình không. Đó thì đối với những con bò chữa, đối với những con bò chữa thì em giao về trong vòng tuần lễ thì cô chú chị kêu thú y khám cho mình chữa ha. Đó tướng tá cấp mình mấy con bò hết biết con bò luôn, khó con bò nào mà chiều cao tới 1,5 m bò lắm, em quay nào giờ cũng ít con bò nào chiều cao tới 1,5 m bò lắm cô chú chị. Đó bò chân móng nè, nói chung thì bò lớn xác quá, lớn tàn ha. Đây chân tước thì đứng rất khéo cô chú chị. Đó chân trước thì đứng rất khéo ha. Đó thì chân sau nè, nói chung thì chân sau thì nó tại vì những bò lớn tàn chân sau nó bò như hơi thôi cô chú chị, hơi quy thôi ha, nhưng mà nói chung thì tại những con bò lớn tàn nó tải cái lượng thịt dữ dằn lắm cô chú chị. Đây xé mặt nè, nó xé mặt xé lưng nghiêm chỉnh đấy cô chú chị. Đó xé mặt xé lưng nghiêm chỉnh ha, nói chung thì nó dạng như bò sừng như sừng bò tót của chú gì, tướng tá cấp mình quýnh cho ra ngoài coi. Đó giá là 40 triệu. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng con bò này cứ liên hệ số điện thoại để tổng hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em sẽ nhắn tin số của chị điện trực tiếp ha. Đó thì nói chung thì trước khi hình em cũng thương lượng xác giá cho bà con mình hết rồi. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em. Đó mà những con bò đã rồi thì bên em bán sẽ bao lời của chú chị mình trong vòng 3 tháng. Đó nếu về có lưu ý trục trặc thì bên em đã thâu bò về và tiền bò tiền xe đủ với cô chú chị mình luôn. Đó về tiền bò tiền xe đủ cô chú chị mình luôn ha, tướng tá cấp mình.
vô uốn cho ra cây vào. Ngoài đây dễ quay này, cái dàn thùng của nó là cô chú chị, cái dàn thùng hết biết con bò không đó, dàn thùng dàn ngang này, đây này, cô chú chị coi dàn ngang nè, hết mình không đó. Nói chung thì con này mà nó chữa chừng 6-7 tháng cái nó phè ra cái hết mình luôn cô chú chị. Tướng tá cấp mình đó, cao là 1,5 m bò nha cô chú chị, nó cao 1,5 m bò ha. Đó chân móng nè, đó xương sóc thì rất to. Đó thì hiện tại nó đang chữa lứa thứ ba, đó chữa thì được 4 tháng 20 ngày nha cô chú chị. Đó, tướng tá cấp mình thì hết mình con bò không, đó, đứng bằng tới cổ chủ nhà luôn cô chú chị. Nói chung thì em quay nào giờ cũng ít có khi nào con bò khe mà lớn tàn như thế này lắm. Tướng tá cấp mình thùng dạo thì ok. Đó, nói chung thì giờ cũng tối rồi. Đó, quay nên cái màu nó cũng hơi sậm sậm bò ha. Đó thì con bò này sẽ mặt xe lưng nè cô chú chị. Đây từ nãy em quay cũng quên quay xe lưng nữa. Đó xe lưng nè, xe lưng thì nghiêm chỉnh nha. Đó còn xe mặt nè, mặt ngoài nè. Đó xe mặt thì nghiêm chỉnh nhưng mà nói chung thì con bò cái mặt hai sái xe tên thì nghiêm chỉnh. Đây cái lưng của nó nè. Đó cô chú chị coi dàn ngang nè. Hết biết cái dàn ngang của nó không. Đó. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng con cái kem chữa này thì cứ liên hệ số điện thoại để tầm hình. Nói chung thì bò này nằm nhiều bò độ rồi nha cô chú chị. Đó nằm nhiều bò độ ha, giá là 40 triệu. Đó 40 triệu là bao ship. Đó bao ship với cô chú chị mình tới nhà trong vòng 2 tâm số. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ luôn ha. Đó tướng tá cấp mình. Đó con bò thùng vuông bò tướng tá thùng dạo rất đẹp cô chú chị. Đó. Đó thì hình ảnh về giá cả của con tóc kem này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tung hình. Đó giá là 40 triệu ha, 40 triệu là bao ship của cô chú chị mình tới nhà trong vòng 2 tâm số. Đó thì hình ảnh về giá cả của con kem này em gửi đến cho cô chú chị mình xong rồi, để bây giờ tiếp tục video bản ngày hôm nay.